Xin mến chào quý cô chú chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Thủy có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống ghép gốc nhớt bên nhà vườn của ghép gốc vườn ha, gốc vườn trung hàng trung cho cô chú anh chị mình mua về cho Tết năm 2024 cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của chị Thủy nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Vậy rồi chào bà chủ ơi. Rồi hôm nay tại lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã yêu thích cây cảnh nha. Rồi thì hôm nay em tại lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một lô mai cái hàng này là hàng trung trung mini nhỏ ngăn cô chú anh chị. Rồi thì đầu clip hôm nay thì em vô luôn là một cây cúc phượng thanh trăng. Rồi cúc phượng thanh trăng là cây này là mã 1A nha cô chú anh chị. Rồi 1A là một cây cúc phượng thanh trăng, cái này có cái nó lên chuỗi luôn nè cô chú anh chị. Cái nụ nó đang bắn chuỗi nè cô chú anh chị ha, chuẩn bị bắn chuỗi nè. Rồi 1A thông số luôn hết bà chủ. Hoành thân được 11 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao là 66, tán ngang là 67. Rồi rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 250.000 nha. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 2A. Tiếp theo mã số 2A là một cây hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Này ghép được một bò cô chú anh chị ha, tàn khá lớn cô chú anh chị ha. Đây thì chuẩn bị đang làm nụ của chú anh chị mình, nguyên cũ nè cô chú anh chị ha. Cái bộ đế cái đẹp lắm đó chú anh chị. Đế như con thú nằm luôn ha. Như con thú nằm. Nè. Có quay chân có đuôi luôn cô chú anh chị ha, cái mình nằm trước nằm ha. Nằm cả hai chân để nè, rất là đẹp luôn. Rồi thông số luôn mà chú ơi. Hoành thân được 10. Rồi. Chiều cao được là 46. Tán ngang là 56. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 250.000 nha. Rồi đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 3A cũng là một cây hoa hồng thanh tú nữa nha cô chú anh chị. Rồi kết được một bo cô chú anh chị ha. Đế có ha. Rồi thông số luôn ha. Bình thân chỉ được 8 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao 38, tán ngang 39. Rồi rồi cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa là mình là chỉ là 170.000 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 4A. 4A cũng là một quay hoa hồng thanh tú nữa nha cô chú anh chị. Rồi nguyên cũ luôn nè cô chú anh chị. Cây này đẹp lắm luôn chú chị, mình về một thân một cốt nữa. Rồi, từ cái củ này sao mình chơi bonsai rất là đẹp luôn nha. Cái này có thể dây chuyền nên cho tiền thân được 9 nha. Rồi tự hao rồi cô chú anh chị ha. Tự hao luôn rồi đó. Chiều cao là 51, tán ngang là 39. Rồi rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 250.000 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số, tiếp theo mã số 5A. Rồi 5A dưỡng dẫn là hoa hồng thanh tú nha cô chú anh chị. Cái lô này thì em có nguyên một lô hoa hồng thanh tú chỉ dài cây khác có mấy cây à. Rồi thông số luôn hai bà chủ. Hoành thân được 10. Rồi chiều cao 42, tán ngang 46. Rồi rồi cây hoa hồng thanh tú này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 250.000 em bao phí ship nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số, tiếp theo cây mã số 6A. 6A là một cây cúc song hỷ nha cô chú anh chị. Rồi cây cúc song hỷ này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi cái này cái củ khá là ok luôn cô chú anh chị ha. Rồi thông số luôn nha bà chủ, cây ghép được một bo thôi, cây tàn lớn ha. Hoành thân được 9. Rồi chiều cao 55, tán ngang 52. Rồi rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 250.000 nha. Rồi cây. Rồi tiếp theo cây mã số, tiếp theo mã số 7A. Rồi 7A là một cặp bạch mai tân tân năm 2020 nha cô chú anh chị. Bạch mai tân tân 2020 cô chú anh chị ha. Cây đi đọt mạnh khù luôn, đi cao hơn gang tay luôn cô chú anh chị ha. Nó rất là mạnh ha. Một cây thì ghép gốc nhớt đế lò xo nha cô chú anh chị, 1, 2, 3, 4 dòng lò xo. Một cây bên này thì ghép gốc phôi vườn ha, ghép được 3 bo cô chú anh chị mình.
Rồi, cho ông 6 chiều cao tán ngang bà chủ ơi. Cái cây gốc nhớt thì nó bằng tay út em nha cô chú anh chị. Hoành cao 4 năm. Cây gốc nhớt là mình được là 39. Rồi. Cái tán ngang của cây gốc nhớt mình được là 37. Rồi. Còn cây gốc vườn thì mình hoành thân nó là mình được được 10. Rồi. Chiều cao là 34. Tán ngang là 30. Rồi. Rồi cây này một cặp này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 250.000 em bao phí ship nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8A. Rồi. 8A đây là một cây cúc sông Hỷ nữa nha cô chú anh chị. Rồi, sông Hỷ ha. Tàn khá, cây lên nụ non hết cô chú anh chị ha nè. Nó đang đi cơ đọt, nó mình làm thêm cơ nó không sao ha. Bà mới dẫn trổ đúng lúc chứ cũng lượt chứ nó không có nổ nở lát đát đâu cô chú anh chị đừng lo. Thông số luôn bà chủ ơi. Quỳnh thân tại điểm này được 8 nha. Rồi. Chiều cao 39. Tán ngang 43. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 170.000 thôi nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 9. 9A. Rồi. 9A là một cây cúc cam không cô chú anh chị. Cây này ghép được 3 bông bộ đến nên quá đẹp. Rồi. Cúc cam cô chú anh chị ha. Nè, cây đang làm nụ nè cô chú anh chị ha. Nè. Làm được số nụ rồi ha. Cây cúc cam này nó cũng già mùa rồi cô chú anh chị nên nó có nụ nhiều bông bộn nè chỗ cô chú anh chị. Rồi, thông số nha bà chủ. Cúc cam thì nụ nó thưa nhưng mà tổ có dễ thương. Trời ơi, mẹ em phải làm. Dây quá trời luôn. Dây chặn chịch đừng sửa cho nó đẹp á. Rồi. Này em đo thì em có tự hào có gì sơ sót mong cô chú anh chị em mình thông cảm cho em nha. Hoành thân được 10 nha. Rồi, là tự hào rồi đó cô chú anh chị ha. Rồi. Chiều cao 50. Tán ngang 64. Rồi. Rồi cây cúc cam này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa lần là giá chỉ 270.000 nha. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 10A. Rồi. 10A là một cây hoa hồng thanh tú nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Tàn khá không cô chú anh chị ha. Cây đang lên nốt nụ hết trơn cô chú anh chị ha. Rồi. Cây đi đọt cũng ngon lành luôn cô chú anh chị, điên cơi nữa ha. Bắt đầu làm nụ nhiều nha. Rồi, thông số luôn ha bà chủ. Cái này thì mình ghép được 3 bo lớn nha. Rồi. Hoành thân được 12. Rồi. Chiều cao được 60. Tán ngang mình được 75. Rồi. Rồi cái này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là chỉ là 270.000 ha, là cây hoa hồng số 10 nha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12A. Tiếp theo mã số 12A là một cây tam sắc hoàng mai nha cô chú anh chị. Rồi. Cây tam sắc hoàng mai thì có một thân một cốt luôn. Rồi. Có đế không cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn nha bà chủ. Bình thân được 9. Rồi. Chiều cao là 66. Tán ngang 46. Rồi. Rồi cây tam sắc hoàng mai này thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 200.000 thôi nha. Rồi. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em muốn xin chân thành cảm ơn cô chú bác anh chị em gần xa mình xem kênh và ủng hộ cho em ha. Và em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0348322142 nha cô chú anh chị. Rồi. Em cũng thay mặt cho kênh giống như chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.